Thì năm mới này nếu như mấy anh em chơi game Free Fire vào mùng 1 Tết, các bạn sẽ có cơ hội nhận tài khoản có full trang phục, có hộp ma thuật, cũng như là sẽ có cơ hội nhận 20 triệu kim cương miễn phí từ game Free Fire. Thật là hấp dẫn phải không nào mọi người? Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha mọi người. Thì ngày hôm nay mình có nhận được một món quà từ bên Garena mọi người nhá. Và anh em ơi, thì nó chính là cái hòm thính này đây. Đây ok, mang ra đây cho anh em coi này. Đó, uầy, nó là thính Free Fire ngoài đời thực nha mọi người ơi. Với một cái kích cỡ mini nó rất là nhỏ thôi. Mở ra coi nào. Và đây anh em ơi, tháo từ từ thôi nha mọi người ơi. Ten ten anh em ơi. Ở bên trên nó sẽ là một cái tấm vải này nhá. Đây, mọi người có thể là nhìn rõ hơn này. Mùng 1 Tết Free Fire này. Ok. Thì ngày 25 tháng 1 này sẽ là mùng 1 Tết nha mọi người. Rồi nhá. Và quan trọng là xem là ở trong nó có gì nhỉ các bạn nhỉ. Và đây nó là cái nắp này mọi người này. Nắp logo Free Fire nha. Uầy, anh em ơi, trong này trông kiểu ngầu vãi này. Uầy, chúng ta có được một cái con nhân vật Hayato anh em ơi, với lại một hình con chuột này. Ở ngoài chất liệu nó là mica nha mọi người. Ok, và mình sẽ phải tháo cái nơ ra anh em ơi. Uầy, nơ thắt nút kiểu này thì sao tháo anh em ơi. Thôi, tuột nơ cho nó lẹ. Đây đây đây. Đó, tuột nơ được mà. Số nha anh em. Đây tôi tuột nốt bên này nữa này. Uầy, tháo cái miếng mica cho anh em xem rõ hơn nhở. Cẩn thận anh em ơi, không là nó lại rớt nhân vật ra ngoài thì có mà. Cho mọi người coi kỹ hơn nha. Và đây chính là con nhân vật Hayato nha anh em. Anh em nhìn có thấy quen không ạ? Riêng kẹo thì trận nào cũng sử dụng đó là S tính năng của Hayato nha. Kẹo sẽ để ở đây cho anh em dễ quan sát này. Cái cảm nhận của kẹo thì nó là nhân vật chibi, khá là dễ thương mọi người ơi. Trong này chúng ta có một cái áo nha mọi người nhá. Áo Free Fire phiên bản giới hạn làm ván Free Fire. Ok ok ok. Thì kẹo mở nó ra cho anh em coi luôn nào. Đây nè anh em nè. Quay được bọc rất là kỹ càng luôn mọi người. Rồi nha, trong nó có một cái tấm bìa đấy. Mình sẽ phải gỡ nó ra anh em ơi. Rồi nha mọi người. Thì đây nó sẽ là cái áo của chúng ta đây. Làm ván Free Fire. Quay, rất là đẹp luôn anh em ơi. Còn đây nó là cái mặt sau của áo này. Top 1 trên 50 nhá. Quay. Ok anh em ơi, thì bây giờ thì kẹo sẽ thử luôn áo nha. Quá nhanh và quá nguy hiểm anh em ơi. Một cái áo làm ván Free Fire, các bạn đã thấy ngầu chưa nhở? Uầy, à mà anh em ơi, bây giờ thì lấy điện thoại làm ván Free Fire luôn anh em nhở. Ten ten, và lại là kẹo đây mọi người. Hôm nay thì kẹo nhảy dù ở vị trí làng thông nha. Không biết là lượn lờ quanh đây thì có ai không nhỉ mọi người. Hello hello, uầy, vãi hàng. Gì vậy? Xong luôn anh em ơi, một kill đầu tiên này. Anh em thấy là có đơn giản không ạ? Hiện tại thì kẹo đang sở hữu combo súng đó là mình có một cây Goza này, với lại thì chúng ta có MP40 nữa. Uầy, phải nói là khá là ngon luôn phải không nào mọi người. Yes. Nhưng mà anh em ơi có Ska này, nên là thôi anh em ơi, chơi Ska cho nó lành đấy. Chứ còn là nói thật luôn với anh em này, đó là dạo này thì anh em chơi Goza nó cực kỳ là chán luôn mọi người. Bởi vì là mình thấy là Ska với lại nếu mà AK anh em có skin xịn thì nó ngon hơn Goza rất nhiều. Ngay cả khi là kẹo có Goza Giáng sinh nhưng mà kẹo vẫn không chơi. Đơn giản là bởi vì là bữa nay là toàn kéo tâm với lại vút tâm thôi anh em ơi. Cầm Goza thì tốc độ bắn nó hơi chậm. Đấy với lại thì độ chính xác nó hơi cao nên là kéo tâm vút tâm nó cũng hơi khó anh em ạ. Nên là thôi, từ đấy đến giờ là kẹo toàn chơi AK với lại Ska này. Và mọi người ơi, hôm nay thì đã là 27 Tết rồi. Tết đang đến rất là gần rồi nha mọi người ơi. Và Tết chơi Free Fire hốt quà tím người mọi người nhá. Tức là khi mà anh em chơi game vào ngày mùng 1 tháng 1 nha, các bạn sẽ có cơ hội nhận được tài khoản đó là full trang phục này, full skin súng này, với lại thì có cơ hội nhận được cả iPhone 11 Pro Max nha. Uầy, vãi hàng. Đứa nào trên này vậy? À đủ. Uầy, hai đứa cả. Ghê vậy, ghê vậy. Vỡ đầu luôn. Anh em được bảo là kẹo hack hack sock nhá. Nói chung thì bữa nay thì mình tập vút tâm thôi, nên là vút tâm nó cũng sương sương thôi anh em ơi. Chứ còn là bảo là pha nào cũng vút tâm vỡ đầu là hơi khó nha. Anh em ơi thử vút tâm phát nữa coi nào. Đấy, như kiểu pha này lệch ngay.
đơn giản là vứt tâm bằng súng trường hơi khó mọi người ơi. Chứ còn là cây tiểu liên MP40 là kẹo thấy rằng là cây súng này là vứt tâm dễ nhất luôn nha mọi người. Ok. Vâng, với cái combo Ska, với lại mình có thêm MP40 nữa. Với combo súng này kẹo vô cùng là tự tin để lấy được top 1 luôn nha anh em. Hơi chán đó là hiện tại thì còn ít đạn tiểu liên quá cơ. Kẹo thì kẹo vừa được qua AK rồi, AK thì kẹo lại chơi gấu hơn nữa. Nói chung thì kể cả là Famat này, Ska này, M451 này hay là AK thì khẩu súng nào kẹo vẫn chơi ok nha. Mỗi tội là XM8 thì kẹo không chơi anh em ơi. Đơn giản thì XM8 thì nó hỗ trợ trang bị sẵn ống ngắm 2X nên là anh em không thay được 4X vào. Đây là một điều khá là chán mọi người ạ. Rồi nha, 18 người chơi nữa nè, hóng thôi nào anh em ơi. Ten ten, ngoài này có ai không ta? Mình có biết là thung lũng thì còn ai nữa không cơ anh em. Nhưng mà hãy cứ lận lờ sương sương coi, biết đâu là có người mọi người nhờ. Mới chỉ có 3 kill thôi. Mục tiêu thì vẫn như mọi ngày. Hôm nay thì với cái bộ trang phục tiên hắc ám, kẹo nghĩ rằng là sẽ cố gắng kiếm tầm khoảng là chục kill đi anh em ơi. Cứ tầm khoảng là chục kill là ok rồi. Uầy, chạy Đông Hải em ơi. Chạy Đông Hải em ơi. Uầy, thế này là đậu xanh này. Chú tưởng là chạy được khỏi tay súng của anh à? Cơ bản là mình đang tính chạy vòng lên mình móc nó cơ, nhưng mà thấy nó chết rồi nên là thôi anh em nhở. Dễ vãi luôn mọi người. Ten ten. Uầy, mọi người ơi, mình có 4 kill rồi nè. Vâng. Uầy, phải gọi là bây giờ là mình toàn trang bị ngon thôi mọi người ơi. AK thì kẹo lại không xài giảm thanh cơ. AK thì anh em cứ lắp nòng súng vào cho kẹo, bắn cho nó phê anh em ạ, tăng sát thương lên bắn rất là phê luôn. Còn những cây súng như kiểu là M4A1 này hoặc là Ska lắp giảm thanh vào sấy cực kỳ là đã tay. Nói chung thì tùy theo cách mà anh em sử dụng thôi. Còn kẹo là AK là cứ phang nòng súng thôi. Vâng mọi người, thì tiên hắc ám đang lạc trôi ở cổng trời. Và không biết là có thanh niên nào cùng lạc trôi với tiên hắc ám lúc này không nhở? Ten ten. Không có anh em ơi, không có thanh niên nào cả. Vắng quá đi. Thế này thì đào đâu ra người hả mọi người? À, chúng ta lượm được thêm quả lựu choáng này. Kẹo tưởng là bom keo cơ. Quay lại ai ngờ chỉ là lựu choáng thôi. Nhưng mà thôi cũng kệ. Có gì thì chúng ta lượm đó anh em. Chứ còn là sao phải lo mọi người nhỉ? Chỉ lo là không có đâu để loot mà thôi. À, trước mặt có người này. Anh em thấy chưa? Vừa nãy là UAV kẹo thấy là phía này là có một đứa nhá. Hello hello. Ơ, thằng này nó chạy đâu mà nó chạy nhanh quá anh em ơi. Thế này thì làm sao mà kiếm được nó đây? Hello bạn ơi, bạn đâu rồi? Hello bạn. Uầy, đâu vậy? À đây rồi. Rồi nhá. Thôi xong, thằng này. Chạy đâu em ơi, chạy đâu em ơi. Xong luôn. Ơ, nhưng mà kill nó không hiện tên à? Thôi xong rồi anh em ơi, thằng này hack. Thằng này hack chắc luôn anh em ạ. Đơn giản là hiện tại thì mấy thằng hack nó có một cái bản hack, đó là khi mà anh em kill mấy thằng hack thì thường nó sẽ không hiện tên. Uầy, ok. Chẳng hiểu sao, chắc là thằng này chơi ngu quá nên nó hack anh em ơi. Mà chơi ngu quá kể cả hack thì vẫn ngu luôn. Yes, tuyệt vời, 5 kill. Rồi nha, chúng ta có full EP này, 200 EP luôn. À trên này cũng rồi nhá. Uầy, anh em thấy chưa, skin AK rồng lửa này anh em cứ lắp nòng súng vào, có cả ống ngắm 1X nữa thì vả cực kỳ là đã tay luôn. Lên trên con nào, xem con thằng nào lạ vả nó luôn anh em ạ. Thích đầu gấu ở đây à? À đây à? Thích đầu gấu hả em? Uầy, anh em thấy rát không? 4 viên một phát là mất tận 123 máu luôn. Anh em thấy gấu chưa nhở? Chắc là thằng bé đang chơi rồi. Ăn lựu no đi em ơi. Anh có 3 trái lựu này. Thôi xong này. Đâu rồi hả em ơi? Ơ, nó không sao à? À, ngay ở đây mọi người ơi. Ngay ở đây nè. Uầy, ơ vãi ha. Kẹo đứng sát lại rồi mà vẫn dính liệu chóa anh em ơi. Uầy, sợ rồi nha, sợ rồi nha. Quả nữa này. Mày à, dính liệu chóa chứ em ơi. Ngáo hả em? Uầy, cái gì đấy? Cái gì đấy hả? Ngáo quá anh em ạ. Gặp thằng này kiểu chơi game nó cứ ngu thế nào ấy. Xong rồi nha, 7 kill quá là đỉnh luôn này. Anh em ơi, còn lại 9 kill nha. Các bạn xem video thì hay thì các bạn nhấn nút like, các bạn chia sẻ video để ủng hộ cho kẹo này mọi người này. Ủng hộ cho kẹo lấy top 1 trong trận đấu này nha.
Mình có biết là khu cổng trời này còn ai nữa hay không nhở? Thôi thì cứ lận lờ sương sương coi, xem là còn thằng nào thì vả luôn thằng đó anh em này. Ten ten. Hello. Không có một ai và thực sự là chán nản luôn. Ghé qua đây con nào. Ui anh em trốn đâu cả rồi nhở? Bắn thùng dầu sương sương, đang ngửa tay mọi người ạ. Ok, mình tính lận thêm máu nhưng mà mình phát hiện ra là hiện tại là mình có tận 9 túi máu rồi. Quá nhiều máu rồi. Bây giờ thì mình vì là nhiều máu quá nên là mới vứt bớt đi anh em. Đấy, chứ nhiều máu như này xài bao giờ mới hết đây. Hello. Ui, không một ai. Không một bóng người. Kiểu là anh em à đây đây. Đang tính bảo là các bạn đi trốn cả gì à? Nào. Xong luôn. Yes. Quá ổn. Quá ngon luôn các bạn ơi. 8 kill rồi nhá. Thế là từ bây giờ đến cuối trận này cố gắng kiếm thêm 2 kill nữa là ổn áp luôn anh em. Số nha mọi người. Ơ, gài mìn à? Số nha. Let's go này mọi người. Tiếp tục săn mạng thế nào? Săn mạng cùng tiến hạng ám thế nào? Vâng, và hiện tại thì kẹo đang ở vị trí thung lũng rồi này. Từ nãy đến giờ chạy rông thì không có ai cả. Uầy, làm sao đánh hạ em? Uầy, dựng bom kèo nhanh thế nhở? Vãi hàng. Phía sau mình có người luôn. Kinh thật. À, thanh niên cuốn xanh à? Vỡ đầu. Đáng lòng chưa em? Ây. Uầy, đáng lòng chưa em ơi? Tuổi gì nhở? Thanh niên kia kiểu rơm rơm quá anh em. Vậy là tầm này là còn lại một đứa ở trên nha mọi người. Mình xem mình rút đồ cái đã. Rất là nhiều bóng keo luôn. Và chúng ta có mấy quả bóng keo đây anh em. Từ từ kẹo vứt trang bị thừa ra ngoài đã. Ok. Chúng ta có 4 trái bóng keo này. Thế này là cũng ổn áp rồi. Nào cái đâu. Chạy à? Chạy hả? Chạy hả? Chạy hả? Thích chạy không em ơi? Lên bảng. Yes. 10 kill. Uầy, một con số vô cùng là tròn trịnh anh em ơi. 10 kill rồi nè. Ui, cái gì đấy? Mời gái tí thôi mà anh ơi. Anh làm gì em vậy? Sợ quá nhỉ mọi người nhở? Thằng này nó bắn mình hơi căng anh em ạ. Kẹo là kẹo bắt đầu thấy sợ rồi nhá. Tình hình là chỉ còn lại kẹo và 4 thanh niên nữa anh em ơi. Cơ hội chiến thắng lúc này đã là 20% rồi. Wow. Khả năng là trận này là top 1 anh em ơi. Cố lên nhá. Cố lên làm game top 1 luôn nhá. Anh em ơi, và theo cái cách mà kẹo đã dự đoán thì thằng bé nó chỉ có khả năng là nó ở trước mặt thôi. Nên là chúng ta hãy cứ đứng ở đây. Đây, chúng ta đứng ở đây, chúng ta quay nó này. Ơ, không thể nó chạy bo anh em ơi. Vãi hàng thật. Tầm này là không thể nó chạy bo là cũng hơi căng nha. Mà có phải là trên trời có người không nhở? À đây, ui. Thì ra là trên trời có người cả. Ui, chạy đâu hả em ơi. Xong luôn vỡ đầu. Đáng lòng thế nhở anh em nhở. Mấy thanh niên này. Ai, chia buồn cùng các bạn nha. Nào. Có ai chạy nữa không đây? Không thể ai nữa anh em ơi. Tầm này là còn lại có 3 người thôi anh em ơi. 3 người chạy nữa thôi nè. Hóng nào anh em. Xem chuẩn bị là lên trên luôn nhá. Mình nghĩ là chúng nó trên thôi anh em ơi. Cứ từ từ chạy lên rồi là cũng sẽ thấy chúng nó thôi anh em. Rồi nhá. Còn lại có 3 thằng thôi mà. Nào. À, trước mặt đang solo với nhau à? Làm sao hả em ơi? Làm sao hả em ơi? Chuẩn bị tâm lý đi em ơi. Nào. À đủ. Để coi nào. Làm sao? Anh em ơi. À, thằng này. Mày vừa giết thằng kia hả? Nào. Dám cãi mạng của anh cơ. Gấu thế nhỉ em nhỉ? Ok ok thôi. Mới 2 kill rồi nha mấy thằng cuối kìa. Chính nói anh em ơi, tầm này là còn mỗi nó thôi. Nào để coi. Anh xem là chú sống dai được không nào? Làm sao em ơi? Đúng rồi. Chạy đi em. Đúng rồi. Làm sao đấy hả em ơi? Ui. Dính đạn này. Xây luôn keo nhở. Hết chỗ trốn nha em. Nào trốn đi em. Anh cho chú trốn rồi nhá. Đây mình qua cái gốc cây này. Solo không em ơi? Đây à? Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Vỡ đầu. Yes. Tuyệt vời mọi người. 13 kill nè. Wow. Quá đã luôn anh em ơi. Và anh em ơi, mình là mình đã chuẩn bị một cái bông hoa để dành tặng cho anh em rồi nhá. Anh em ơi, chúc anh em Tết vui vẻ nhá.